xem tới 300 mấy đúng không? Đó, thì các bạn nhìn cái màu sắc nó đang đổi màu ha. Đó. Thì khi mà chúng ta sử dụng nó sẽ reset về lại khi tới 360. Rồi. Mình có đặt mua một cái đèn để mà làm background, thì đèn này á là RGB, RGB là đèn nhiều màu nha các bạn. Thì nó là dòng VL49 Mini LED Video Light. Nó thuộc thương hiệu của Ulanzi, mình đọc không biết đúng hay sai ha. Nó là một cái thương hiệu của Trung Quốc. Thì các bạn cũng biết đó, thì Trung Quốc họ có rất là nhiều cái sản phẩm đèn rất là đẹp, mà năm nào họ cũng ra mắt rất là nhiều lực, nên là chúng ta rất là tốn tiền. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem bên trong. Mục đích của mình mua là mình dùng cái đèn này mình làm background phía sau để cho nó sáng hơn, cái màu hơn, để mình làm podcast. Và đây là cái cọc Type-C, Type-C USB để cắm sạc cho cái con đèn này. Ở đây thì mình mua có, nó có thời hạn bảo hành luôn. Mình sẽ mở ra bên trong, nó cũng đơn giản thôi các bạn. Cái hộp này, một cọng dây sạc và một cái đèn và một cái hướng dẫn sử dụng. Mình sẽ bỏ qua đây đi cho nó gọn. Rồi mình sẽ mở ra bên trong. Ở đây các bạn cũng thấy đây là nhựa, mà nhựa thì nhựa nhám. Mình nghĩ hai bên này á, là hai bên ngàm để có thể gắn thêm những cái phụ kiện khác mà Ulanzi đã thiết kế. Ở phía sau là thương hiệu logo, ở trên này là nút bấm nguồn, đây là nút đổi cái trạng thái của cái màn hình này, và đây là nút tăng giảm, và đây là cổng sạc Type-C. Cái dung lượng pin ở đây là 2000 mAh. VL49 RGB là cái mẫu của cái sản phẩm này. Sản phẩm này thì nó có hai loại, loại thứ nhất là màu trắng không, và loại thứ hai là có giải màu RGB. Ở đây là hai con ốc để các bạn có thể tháo rời ha. Ở đây là bên cạnh có thể gắn thêm phụ kiện. Ở trên cũng vậy, mình nghĩ là cái thiết kế của Ulanzi này đó, nó thiết kế như vậy thì chắc chắn nó phải có phụ kiện gắn kèm. Một là nó gắn thêm đèn LED, hai là gắn thêm những cái phụ kiện mà Ulanzi đã bán ra thị trường. Còn ở dưới mặc định thì chúng ta biết là cái này là cái lỗ để mà các bạn có thể cắm vô cái ngàm, cái chân máy, cái tripod của các bạn. Đây cái lỗ mặc định rồi ha. Đó. Rồi đây là một cái giải nhựa trắng. Theo mình thấy đây là nhựa trắng các bạn. Nó hơi mờ mờ mà tốt nhất là các bạn không nên rờ quá nhiều ở đây, mình sợ nó trầy. Đây là tem bảo hành. Và bây giờ mình sẽ mở thử cái đèn này. Các bạn nhấn ở đây ha. Đây, rồi. Ở đây thì các bạn nhìn lên màn hình giúp mình. Màn hình thì ở đây màn hình các bạn sử dụng như thế nào? Một bên là 66 độ, đọc theo độ đi ha. Ở đây là 17%. Mình sẽ giải thích 17% này á, nó làm cái dung lượng, gọi là cái độ sáng. Độ sáng, ví dụ các bạn đang ở này đúng không, thì khi mà các bạn đang ở cái dung lượng về mặt độ sáng, các bạn nhấn một cái nó sẽ nhảy qua là cái bên này. 66 là sao, các bạn nhìn ở cái thanh giải thế này nè, nó sẽ có từ 0 60 120 240 360. Thì các bạn nếu mà các bạn nhấn lên thì nó bắt đầu đổi màu, các bạn nhìn cái màu sắc nó bắt đầu đổi ha. Thì mình sẽ tắt đi cái đèn đọc hỗ trợ sáng. Rồi bây giờ các bạn nhìn vào, mình sẽ focus một tí xíu. Rồi bây giờ mình nhấn cái phím đèn. Đó, nó sẽ đổi màu các bạn. Các bạn thấy giải màu có đang chạy đúng không? Đó, lên 170 thì nó tới 300, hồi nãy là mình xem tới 300 mấy đúng không? Đó, thì các bạn nhìn cái màu sắc nó đang đổi màu ha. Đó. Thì khi mà chúng ta sử dụng nó sẽ reset về lại khi tới 360. Rồi khi mà các bạn điều chỉnh cái giải màu xong rồi, các bạn về lại điều chỉnh cái độ sáng thì các bạn nhấn thêm cái nút tròn lúc nãy và nó về lại cái tháp này. Mình sẽ tăng sáng hết cỡ bằng, các bạn nhìn mình tăng sáng nè, bắt đầu sáng cháy luôn nè. Đó, 100% là sáng hết cỡ. Đó, sáng lắm các bạn ơi. Rồi các bạn giảm lại thì nó sẽ giảm cái độ màu xuống. Đó. Thì mình sẽ mở lại cái đèn ha. Rồi
Đây, hồi nãy là mình làm cái phím này là phím đổi chuyển nè. Đó, còn phím này tăng, giảm. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và cái đèn này mình sẽ nó hơi sáng cho các bạn đó, để mình giảm dung lượng độ sáng xuống. Đây. Nó đang ở dải màu xanh vàng. Để mình tắt thử cho các bạn xem này. À, nó sáng ha. Đây là phím, nếu mà các bạn làm hậu kỳ thì mình nghĩ là đèn background thì nó khá là ổn. Đó. Rồi thì sản phẩm này nó cũng chỉ là một cái đèn không có quá nhiều điều đặc biệt. Mình cũng xin giới thiệu với các bạn đây là một cái sản phẩm mình khá là ưng và rất là gọn. Các bạn mang đi chạy mấy cái sự kiện cũng được. Và nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể xem cái link mình để bên dưới bình luận hay là mô tả của video này đó. Các bạn xem tham khảo, nếu mà được thì các bạn quất một em về mà xài thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Nhớ nhấn follow kênh để theo dõi những cái bài review mới nhất của mình.